Thầy chào các em, tiết học hôm nay bắt đầu sang chương 3, đó là chương Quang Hồng. Thì trong chương Quang Hồng, lần lượt thì các em sẽ được học các nội dung. Thứ nhất là khúc xạ ánh sáng, thấu kính hội tụ và thấu kính phân kỳ. Các dụng cụ quang học như là máy ảnh, mắt, kính lúp, ánh sáng trắng, ánh sáng màu, các tác dụng của ánh sáng. Trong cái chương quang học này thì các em sẽ học về khái niệm về các đường đi của tia sáng qua các dụng cụ quang học liên quan đến một số hiện tượng. Thì trước khi bắt đầu vào cái chương mới, thầy sẽ ôn lại cho các em một số kiến thức về quang học ở lớp 7 em đã học. Ta nhận biết ánh sáng khi nào? Ta nhận biết ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta. Khi nào ta nhìn thấy một vật? Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta. Thì đây là hai cái khái niệm cơ bản trước khi em bước vào nội dung khoa học ngay từ năm lớp 7. Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta. Đó là cái điều kiện phải có ánh sáng phát ra từ vật và ánh sáng đó phải truyền vào mắt ta. Và để mô tả đường truyền của ánh sáng một cách trực quan thì người ta dùng tia sáng và cách biểu diễn tia sáng như thế nào. Tia sáng được biểu diễn bằng một đường thẳng có mũi tên chỉ hướng. Ví dụ tôi muốn biểu diễn tia sáng xuất phát từ một nguồn sáng đến một điểm quan sát, tức là từ S đến M, thì các em nối SM và biểu diễn một cái mũi tên trên cái đường thẳng SM. Đó, như vậy là ta đã biểu diễn được cái tia sáng xuất phát từ S đến M. Và một cái hiện tượng quang học ở lớp 7 các em đã học, đó là hiện tượng phản xạ ánh sáng. Là hiện tượng khi chiếu tia tới SI lên một gương phản cho tia phản xạ IRH trở lại. Ví dụ ta không có gương phản, ta chiếu một tia sáng đến gương, ta gọi là tia tới SI, thì sẽ cho tia phản xạ IRH trở lại. Thì cái N phẩy ta gọi là pháp tuyến của gương, là cái đường thẳng vuông góc với mặt gương. Điểm Y ta gọi là điểm tới, SI ta gọi là tia tới, IR ta gọi là tia phản xạ. Trước khi đi vào nội dung của cái bài học hôm nay, đó là bài hiện tượng khúc xạ ánh sáng, thì em xem một cái thí nghiệm như thế này. Lúc đầu thầy có một cái ly thủy tinh và có một cái thìa, một cái muỗng đặt vào trong ly. Bây giờ ta sẽ đổ nước vào ly. Sau khi đổ nước vào ly thì em sẽ thấy cái thìa dường như nó bị gãy ngay tại mặt nước. Một thí nghiệm thứ hai, ta có một cái đục xu đặt trong một cái chén
và em nhìn rõ ràng cái đồng xu đó. Và sẽ đặt mắt sao cho đến lúc nào đó khi em thấy, khi em không thấy những cái đồng xu, rồi khi em đổ nước. Và khi ta đổ nước đầy chén thì bây giờ ta lại nhìn thấy được cái đồng xu. Thì hai thí nghiệm vừa rồi, khi ta đổ nước vào trong cái ly, có cái thìa cắm vào trong ly, khi em thấy cái thìa dường như nó bị gãy ngay tại mặt nước. Thí nghiệm thứ hai, ta không nhìn thấy đồng xu, nhưng khi ta đổ nước, ta lại nhìn thấy được cái đồng xu. Thì hai thí nghiệm này liên quan đến cái hiện tượng, đó là sự khúc xạ ánh sáng. Bài 40, hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Em quan sát cái hình, đây là cái hình chụp lại, người ta đã mô tả một cái thí nghiệm. Thì trong thí nghiệm này, người ta chiếu một tia sáng SI đi từ không khí vào nước, và tia sáng này tiếp tục truyền vào trong nước theo cái phương y kha. Thì hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì? Là hiện tượng khi tia sáng truyền từ không khí sang nước, tức là từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác. Không khí và nước đều là hai môi trường trong suốt. Thì tia sáng sẽ bị gãy khúc ngay tại mặt phân cách giữa hai môi trường. Và hiện tượng này ta gọi là hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Bây giờ ta xét trường hợp thứ nhất là sự khúc xạ của tia sáng khi tia sáng truyền từ không khí sang nước. Ta xem lại cái thí nghiệm. Dùng một cái hộp trong suốt đựng nước, đặt một cái tấm bìa ta gọi là mặt phẳng P. Tấm bìa này được nhúng vào trong nước, như vậy một phần của tấm bìa ở trong nước và một phần ở ngoài không khí. Bây giờ ta chiếu một tia sáng SI đi từ không khí vào nước, và tia sáng này gặp mặt phân cách giữa hai môi trường từ điểm E. Ta vẽ được một cái phát tuyến N phẩy, và tia sáng tiếp tục truyền vào trong nước theo phương y kha. Thì ta sẽ nhớ một số khái niệm trong cái thí nghiệm này. SI ta gọi là tia tới, y kha ta gọi là tia khúc xạ, điểm E là điểm tới. Từ điểm E ta vẽ đường thẳng NN phẩy, ta gọi là phát tuyến. Góc SIN ta gọi là góc tới. Góc N phẩy IK, N phẩy IK ta gọi là góc khúc xạ. Như vậy góc tới là góc hợp bởi tia tới và phát tuyến. Góc khúc xạ là góc hợp bởi tia khúc xạ và phát tuyến. P ta gọi là mặt phẳng tới. Một số khái niệm. Bây giờ ta cho biết, hãy cho biết tia khúc xạ có nằm trong mặt phẳng tới hay không. Cái mặt phẳng P là cái tấm bìa. Tia tới SI, khi người ta thí nghiệm, người ta chiếu tia này nằm la là trên mặt phẳng của tấm bìa. Tia khúc xạ IK, mặc dù
nằm ở trong môi trường nước, nhưng ta vẫn quan sát được cái tia Ika, tức là tia này cũng nằm trong mặt phẳng của tấm bìa, và mặt phẳng tấm bìa là mặt phẳng tới. Vì thế tia khúc xạ Ika cũng nằm trong mặt phẳng tới. Câu thứ hai, bây giờ em so sánh góc tới và góc khúc xạ. Góc tới là góc SIN, góc khúc xạ là góc N phẩy Ika. Nếu ta kéo dài cái tia SI thì rõ ràng góc khúc xạ sẽ nhỏ hơn góc tới. Ta rút ra kết luận, khi tia sáng truyền từ không khí sang nước thì tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới và góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới. Thì khi em vẽ hình thì theo thứ tự, đầu tiên em vẽ mặt phẳng PQ và phân biệt giữa không khí và nước, thì là mặt phân cách giữa hai môi trường. Ta vẽ một tia tới SI từ điểm Y, em vẽ một cái pháp tuyến N N phẩy, em vẽ cái tia IR bị gãy khúc, và lưu ý là tia IR sẽ lệch gần pháp tuyến N N phẩy thì góc khúc xạ nó sẽ nhỏ hơn góc tới. Đó là em đã xét xong trường hợp thứ nhất là sự khúc xạ của tia sáng khi truyền từ không khí sang nước. Và xét phần trường hợp thứ hai, sự khúc xạ của tia sáng khi truyền từ nước sang không khí, tức là ngược lại, thì người ta cũng đã làm thí nghiệm tương tự giống như trường hợp 1. Chỉ có điều khác là lúc này người ta sẽ chiếu tia tới RG đi từ nước ra không khí. Và kết quả thì cái tia GP là tia khúc xạ. Và các em thấy nó có một cái điểm khác so với trường hợp 1 là lúc này góc tới là góc RGN phẩy, nhưng mà góc khúc xạ lúc này là góc NGP. Và trường hợp này thì thấy cái góc khúc xạ lại lớn hơn góc tới. Tia tới là tia RG, tia khúc xạ là tia GP. Ta so sánh hai góc thì lúc này là góc khúc xạ lớn hơn góc tới. Ta cũng rút ra kết luận như trường hợp 1, khi tia sáng truyền từ nước sang không khí thì tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới, góc khúc xạ lớn hơn góc tới. Về cách vẽ hình thì khi em vẽ ngược lại, đầu tiên ta vẽ tia tới SI đi từ nước ra không khí, ta vẽ pháp tuyến N phẩy N, ta vẽ tia khúc xạ IR, thì lúc này tia khúc xạ phải lệch ra xa pháp tuyến để cho góc khúc xạ lớn hơn góc tới. Ngoài thí nghiệm đó ra thì người ta cũng đang làm nhiều thí nghiệm khác
về sự khúc xạ của tia sáng khi tia sáng chuyển từ nước sang không khí, thì thầy sẽ giới thiệu cho các em xem một thí nghiệm khác như thế này. Đầu tiên, người ta cũng dùng một cái hộp trong suốt và có chứa nước. Người ta cũng chiếu tia tới đi từ không khí vào nước. Và tia khúc xạ đi vào trong nước là tia IR. Bây giờ muốn có được cái tia có sự khúc xạ của tia sáng khi truyền từ nước ra không khí thì người ta bổ sung thêm trong thí nghiệm này một cái gương phản. Người ta sử dụng cái ứng dụng hiện tượng phản xạ ánh sáng, thì khi tia tới, khi tia khúc xạ IR ở trong nước đối với gương thì nó trở thành tia tới. Và khi tia tới IR đến gương thì sẽ cho tia phản xạ RG. Thì cái tia RG bây giờ trở thành tia tới và hướng chuyển của nó là đi từ nước ra không khí. Và tia khúc xạ là tia JP. Như vậy, ta quan sát cái trường hợp này. Trường hợp khi tia phản xạ RG truyền từ nước ra không khí thì góc này là góc tới và lúc này góc này là góc khúc xạ và góc khúc xạ lớn hơn góc tới. Tia JP là tia khúc xạ và bây giờ nó ở trong môi trường không khí, còn tia RG là tia tới nằm trong môi trường nước. Tiếp qua phần 4 là mã vận dụng. Câu C1. Trên hình vẽ SI là tia tới. Tia khúc xạ của tia này trùng với một trong số các đường IH, IE, IG và IK. Và trong các tia này em hãy điền dấu mũi tên thích hợp. Tức là người ta cho các em biết SI là tia tới. Thì tia khúc xạ là một trong những cái đường thẳng IH, IE, IG và IK trùng với cái tia khúc xạ, và em mới điền dấu mũi tên vào một trong những cái đường thẳng này. Thì ta nhớ ở đây, ở cái câu này thì đó là sự khúc xạ của tia sáng khi truyền từ không khí sang nước, và các em đã học tia khúc xạ lệch gần về pháp tuyến, lệch về phía pháp tuyến và góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới. Như vậy góc tới là góc SIN. Và muốn cho tia khúc xạ góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới. Như vậy rõ ràng cái tia khúc xạ chỉ là tia gì? Chỉ là tia IG. Câu C2. Trên hình vẽ bên cho biết M là vị trí đặt mắt để nhìn thấy hình ảnh của viên sỏi trong nước. Trong đó A là vị trí thực của viên sỏi, B là vị trí ảnh của nó, PQ là mặt nước. Ta vẽ đường truyền của tia sáng từ viên sỏi đến mắt. Thì ở câu này em nhận xét A là vị trí thực của viên sỏi, B là hình ảnh của viên sỏi ở trong nước. Mắt đặt ngoài không khí và mắt sẽ nhìn thấy ảnh của viên sỏi. Hãy vẽ đường truyền của tia sáng từ viên sỏi đến mắt. Như vậy đó chính là biểu diễn tia sáng đi từ nước ra không khí. Ta phân tích. Mắt đặt tại M nhìn thấy ảnh của viên sỏi, tức là nhìn thấy B. Vì thế
M và B phải cùng nằm trên một đường thẳng. Như vậy ta sẽ nối M với B. Và cái đường thẳng này cách mặt phân cách thời điểm Y. Đây là đường kéo dài IB. Và mắt nhìn thấy ảnh như vậy phải có tia sáng từ B đi vào mắt. Như vậy cái tia IM chính là tia khúc xạ trong không khí. Từ điểm Y, các em vẽ một cái pháp tuyến. Như vậy điểm Y chính là điểm tới. Vậy sau khi có điểm tới thì cái tia sáng này xuất phát từ viên sỏi, tức là từ vị trí A. Như vậy các em chỉ cần nối A với và tia AI là tia sáng ta cần vẽ. Phân tích lại, mắt nhìn thấy B, tức là MB phải thẳng hàng. Từ đó ta nối MB và cái đường thẳng này cách PQ tại điểm Y. Vậy IM là tia khúc xạ trong không khí. Tia tới xuất phát từ A đến PQ và đi vào mắt, tức là tia khúc xạ đi vào mắt. Như vậy ta sẽ nối AI. Vậy AIM là đường truyền của tia sáng ta cần vẽ. Thì qua hai cái câu C này thì em sẽ hiểu được cách biểu diễn, cách nhận biết tia khúc xạ, góc tới, góc khúc xạ, cách vẽ, cách biểu diễn tia tới, tia khúc xạ. Thì tiết học hôm nay đến đây là kết thúc. Qua tiết học này thì em cần nắm được những nội dung kiến thức. Thứ nhất là phải hiểu được hiện tượng khúc xạ ánh sáng và phải nắm vững hai trường hợp sự khúc xạ của tia sáng khi tia sáng truyền từ không khí vào nước và khi tia sáng truyền từ nước ra không khí. Biết cách biểu diễn tia tới, tia khúc xạ, cách nhận biết góc tới, góc khúc xạ. Và thầy chào các em.